Giang gia đình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà về những cây nho thân gỗ 12 vụ tại vườn của mình cả nhà ha. Cây này của mình hiện nay cũng được trên 1 năm rưỡi tuổi cả nhà nha. Đây, đây là gốc của em nó ha. Gốc thì nó to hơn ngón cái rồi cả nhà nha. To hơn ngón tay cái này. Loại này thì mình trồng khoảng chừng cỡ ngón cái rồi cả nhà ha. Có những cây đây nè, đây, những gốc này. Gốc rất là đẹp cả nhà nha. Loại này thì mình trồng trong thời gian khoảng chừng từ 18 tháng là bắt đầu cho trái nha cả nhà. Cây của vườn mình hiện nay có chiều cao là từ 80cm cho đến 1m ha. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Khách yêu ai có nhu cầu sở hữu ngay một em nho thân gỗ 12 vụ xin lung linh vậy với giá cực kỳ hấp dẫn luôn thì mình liên hệ ngay gia đình nha. Tại đây hàng mình trồng trên nóc nhà với tại vườn nhà mình nên giá rất là ok nha cả nhà. Rồi, chào cả nhà nha. Khách yêu ai có nhu cầu liên hệ để đặt cây thì mình có thể gọi gia đình số điện thoại là 0978 163 255. Còn có thể đến vườn của mình là ở địa chỉ là đối diện số 294 đường HT17 phường Hiệp Thành quận 12, ngay chỗ quán cà phê tên là 4 số 8 cả nhà ha, để mình liên hệ đặt cây nha. Rồi, chào cả nhà.